À, vậy là tại em cũng có em trai em gái, thì em trai em cũng 5 tuổi, bé gái em cũng 9-10 tuổi. À, là em là chị cả. Dạ. Anh cũng là chị cả. Cái quanh là anh cả lộn chết. Và anh cũng là anh cả. Dạ. Hiện tại là em đang làm công việc gì hay là vẫn còn đi học? À, em học bên Canada, thì em về Việt Nam hồi tháng 10 là để ăn Tết. Thì em đang học ở giáo viên mầm non ở bển. Trời. Ừ, thì anh cũng đi nhiều nhưng mà Canada thì anh cũng chưa đi, tại vì cũng nghe là Canada khá là lạnh thì phải. Dạ. Khí hậu cũng hơi khắc nghiệt. Nó lạnh lắm mình. Nhưng chịu không nổi phải trốn về. 22 tuổi là con tuổi gì em? Dạ, con trâu. Là sinh mấy? Dạ, 97. Ừ, 97 hả? Dạ, 97. À, anh xin. Anh xin 87. À. Là tuổi mèo. À, dạ. Còn gì nữa không? Em có hỏi anh nhờ. À, từ từ hồi nãy em tính hỏi cái gì mà em quên mất rồi. Cái mẫu người của anh là như thế nào? Cho thật ra là giống như hồi nãy là anh cũng chia sẻ là về cái khi mà nhìn vào là anh hầu như không có một cái khái niệm là phải chọn một người phụ nữ là giống như là như thế nào cả, mà chỉ khi mà mình vào mình nhìn vào mình có cái thiện cảm ban đầu, cho nên là anh vẫn thích những đôi mắt. Chào mọi người, em tên là Dương Nguyễn Lê Đường Lưu Dương. Họ Nguyễn họ Lê là họ Nguyễn là họ ba, Lê là họ mẹ. Đường là tiếng Hoa, tiếng Hán Việt á là nghĩa là an vui. An vui. À, Lưu là bà nội quê gốc ở Bạc Liêu. Còn Dương là quê mẹ ở Đơn Dương Đà Lạt, cái chị cái ông nội em gộp vô đây. Wow, nội tên là thấy có họ ba họ mẹ với lại có quê quán của ông bà. Dạ. Dạ, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi, trẻ măng. Dạ, đang còn đi học. Dạ, còn đi học. Học ở đâu? À, em bên Canada mới về hồi tháng 10 về để ăn Tết. Ui, du học lâu chưa em? Dạ, cũng sương sương 5-6 năm. Hèn chi thấy style rất là sành điệu, rất là trẻ, đúng là thế hệ vàng. Có khác nhìn tôi có, là chị không có chị vậy mới là đồ trẻ, em bận đồ của bà nội bà ngoại không hả? Chôn áo mẹ quần bà nội giày vậy mới là style á. Chị thích em rồi, bây giờ mời em mình di chuyển rồi lên xe đi, chứ là đứng ở trên này mình chưa thấy đối tượng được đâu. À, đi đi đi. Thì kể cho chị nghe coi như là thế mạnh của mình là gì. Em giỏi con nít, với lại em hay làm mấy cái đồ thủ công á chị. Mấy cái nhỏ nhỏ như ví dụ giống như là cốt điện thoại giống kiểu này nè. Hay quá vậy. Dạ, thì em hay làm mấy đó. Là em khéo tay với lại thích chơi với con nít. Dạ. Nếu như mà như vậy thì gọi là mẫu người và làm vợ tốt. Em không công nhận hả? Để em không biết nấu ăn chị. À. Dạ. Thì đâu có ai hoàn hảo được hết. Dạ. Mẫu người yêu lý tưởng của em là gì? Dạ tốt tính. Còn cái gì đặc biệt nữa không? Ngoại hình sạch sẽ, cao to, yêu gọn gàng đó chị, kiểu không được tóc tai bình thường. Có thể để tóc dài nhưng mà không phải là nó như cái tổ quà thôi. Em có nghĩ là tình yêu dựa trên ngoại hình nhiều không? Dạ có, tại vì em nghĩ là thật sự em vẫn tin vô cái câu là nước gỗ có đẹp thì người ta mới nhìn vô, người ta mới tìm hiểu coi cái chất nó có tốt hay không. À ok. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chị là phải giúp cho em tìm được một người cao to sạch sẽ, đúng không? Có nước sơn. Ok. Bé ơi, bây giờ trước khi mà chúng ta đến với đối tượng thì chị cần phải có một cái gì đó về em để giới thiệu với đối tượng tiềm năng. Dạ. Đã từng có bạn thu âm giọng nói, rồi có bạn hát, có bạn làm thơ, có bạn thì chụp hình những cái góc cạnh, có bạn nhảy. Dạ. Thì khi nghe em thì chị lại thấy rất là thích về gu thời trang của em. Nên chị có một đề nghị, hay là em cho chị mượn 3 món đồ. Dạ. Mà nói về em nhiều nhất. À, chị cầm lại chị đi giới thiệu người ta chịu không? Dạ. Tại em nghĩ đó là cái gì? Chắc là cái chuỗi này đi ha. Ủa? Rất là retro. Chuỗi ngọc mà em ơi, cái này đắt không? Dạ xương xương. Thì lỡ chị đem xuống chị giới thiệu xong lên đền chương trình đền nha. Ngọc trai thiệt.
tự nhiên thiệt của người ta. Bông tai hả? Bông tai được. Được. Nào. À, mọi người thấy rất cá tính. Một đôi bông tai. Bên này là một chiếc, bên này nè là một dọc luôn. Wow, cá tính lắm. Rồi. Tính giật. Giống như hồi xưa á. Chịu nhận tính giật của con gái nhà người ta nghĩa là cưới luôn. Trao thân gửi phận luôn. Rồi, để chị giữ gìn nó thật là cẩn thận nha. Anh ơi, từ thôi đó, cái đó anh đó đúng không? Thấy hả? Cái đó phải tay không? Tay mà không đẹp. Ok. Tóc bạc hay tóc hối vậy? Hối. Vàng. Hối ra. Ở trên nè. Đó. Thôi. Dạ cho bác tài cho em đi. Nhào vô. Được chưa không chị? Trời ơi, đeo khẩu trang giống đường trời. Các bạn nào? Các bạn đang ngồi có điện thoại phải không? Chị đâu biết em muốn bạn nào. Bạn ở trong, đeo khẩu trang trắng đó hả? Nè, em nhìn đây nè. Ôi dễ thương quá, cười dễ thương. Rồi muốn với chị. Rồi vậy nha. Như đây là sẽ là cơ hội đầu tiên của em. Em có 3 cơ hội. Nếu như mà chị xuống chị hỏi là có muốn tham gia chương trình không và còn độc thân hay không. Sợ quá mà. Đi nha. Dạ. Rồi nãy giờ mới được làm việc á. Sợ. Em chị đang quay một chương trình truyền hình, em có thể dành 10 phút để em tham gia chương trình đó được không? Không. Em không được ra ngoài luôn. Em còn độc thân không? Dạ không. Không độc thân luôn. Ok, cảm ơn em. Dạ. Yeah. Không được rồi nha. Ca làm của người ta chưa kịp giới thiệu gì hết bản không quá trời không luôn. Người ta đang giờ làm đó. Không được đi đâu hết. Nhưng người ta cũng không độc thân. Nhưng mà dưới lớp khẩu trang người ta cười á cũng đẹp lắm. Thôi đừng, mấy đứa đẹp rồi mới có bộ á chị. Thôi kệ. Cuộc sống là thôi kệ không sao đâu. Mất một câu hỏi nha. Để hình. Đó, đang làm gì vậy? Ăn bánh mì đó. Nè, mặt nè. Mà đồ đúng không? Ừ. Từ từ nhìn hơi quen thôi các bạn. Thử đi. Tại thấy người ta cũng... Dạ. Có thể thao. Dạ. Thiệt á. Giờ suy nghĩ được không nha? Cơ hội thứ hai đó cũng quý giá lắm á. Thì bởi em đúng đắn không? Dạ. Suy nghĩ kỹ. 3, 2, 1 rồi sao? Sợ có đi làm cái gì để mất công chị ra xong rồi thôi là không được á. Không có đi làm, đang ngồi ăn bánh mì. Được nha. Dạ đi. Lần hai một anh táo muối, lần này có đối tượng tiềm năng, hy vọng là anh chịu. Mà sao tranh thủ giữ đứng ngoài đường ăn bánh mì luôn. Bạn ơi, mình nói chuyện với bạn xíu được không? Mình đang quay một chương trình truyền hình. Thì bạn có thời gian tham gia chương trình này khoảng 10 phút không? Bận rồi hả? Vậy cho hỏi thêm một câu nữa là bạn còn độc thân không? Còn độc thân? Chứ chương trình này là chương trình mai mối. Em không thích hả? Ok vậy ha, cảm ơn em. Ngày nay ngày gì tôi bị từ chối dữ à. Sao cười vậy? Em biết là không được rồi. Sao em thấy gì vậy? Em thấy bạn lắc đầu quá trời đúng không? Em nhìn nó mặt nó bị sượng á. Bây giờ biết đi đâu tìm bạn trai nào cho em giờ ta? Trai khó quá thì thôi mình chuyển qua gái. Tại em cũng
hai hệ là thể nào ra nào đại đóng là trai cũng quen được, gái cũng quen được luôn, gái cũng quen được, mà bây giờ thì đang độc thân. Vậy em ơi, giờ đâu em đâu phải là bisexual, em là bi yourself. Mà đừng có chọc mấy mà nỗi đau của người em này. Nhưng mà mảng thì nó còn mới lạ với chị quá nên em giúp chị nha. Bây giờ mình sẽ tập trung vô khối văn phòng, mà là giới nào cũng được, linh động. Dạ. Trên xe tìm rồi, đi bộ tìm cũng chưa thấy, bây giờ còn một cơ hội cuối cùng. Mà giờ chị cầm ba món đồ này vô, chị thuyết phục quá, chị sợ chưa có đủ mạnh, không còn cái gì nữa không đấy. Chị lấy thêm bước em nha, chưa hết rồi, cái đó lẻ nhất giờ từ thế hệ 4.0 mà thời đại là. Ủa vậy? À ha, vậy giờ Facebook. Rồi, đi. Trong này là phải có đối tượng cho em. Trời, ế nó vậy luôn. Thiệt chứ. Chị mình cầm máy quay vô nó kỳ lắm. Không sao, anh cầm máy quay, kiểu này dòm luôn nè. Đó, quay thử anh đầu bếp coi. Ê, anh đầu bếp ngon. Ngon, ngon hả? Thiệt không? Chứ giờ nghĩ mà sao lại vậy? Tại thường em thích đàn ông quần đồ. Đồ trắng hả? Dạ. Trời, em thích dữ vậy hả? Con này bạn cũng vui te đúng không? Cái bạn áo trắng chị. Ờ, đẹp con trang. Chắc là con tim này làm sao quyết định đây? Ê, em còn có một thôi nha. Rồi, suy nghĩ. Vậy là em đang phân vân giữa hai bạn áo trắng. Dạ. Hai người đàn ông áo trắng. Dạ. Rồi suy nghĩ đi. Đổ bếp đi ha. Vậy đứng đây đi, đứng đây đi, núp đây được rồi, núp đây. Chị đi giới thiệu nha. Dạ. Cái hồi cuối cùng. Trời ơi, đẹp trai. 3, 2, 1. Rồi chị sẽ đi. Đang quay chương trình gì em? Dạ. Để chị mượn nhân vật xíu được không? Chị mượn ảnh hả? Ừ. Chị mượn lâu không? Nói chuyện xíu thì chị thích thì chị giữ lâu chứ sao? Chị. Ủa anh có cho mượn không kìa? Anh có cho mượn không kìa? Tại này mượn xíu rồi. Cho mượn ảnh xíu, nói chuyện xíu. Ảnh nào chị? Anh đầu bếp đẹp trai nè. Anh đầu bếp đẹp trai hả? À. Dạ. Thì giờ phải em đang ảnh đang quay chương trình của em thì em ok không thì chị mới vô đó chị. Dạ. 1, 2, 3. Và hiện tại là sau 3 phút thì các bạn có thể thấy được là cái phần shop của ta nó đã vô đặt lại. Em, anh Long đang bận cho chị hỏi một câu ha. Em có người yêu chưa? À, em có bạn trai rồi. À, rồi, cảm ơn em, em làm việc tí đi. Rồi. À, đẹp trai còn nấu ăn ngon. Em chào anh. Xin chào bạn. Dạ em xin được hỏi là anh còn độc thân không? Thật ra thì giờ lúc đã có lập gia đình rồi và cũng đã có hai con gái rất là kháu khỉnh. Tuy nhiên là cũng không được may mắn trọn vẹn lắm trong tình yêu cho nên là bây giờ Long vẫn độc thân. Wow, cha. Dạ anh, tại vì em xin giới thiệu em là MC của một chương trình mai mối. À. Thì đã có một cô bé đứng nhìn anh từ xa và rất là thích nên mới cử em vô đây để làm quen. Thì anh có đồng ý tham gia vào chương trình mai mối đó không? Trước khi anh trả lời thì em xin giới thiệu một tí xíu. À, đây là những món đồ vật mà bạn trang sức ở trên người. Như anh thấy là một cô gái mà đeo dây chuỗi ngọc trai đó. Bông tai thì khá là cá tính nên, mà cái này là một bên tai thôi, còn bên tai còn lại là 5 chiếc. Còn cái đây là cái ốp điện thoại mà bạn ấy tự thiết kế thêm, tự đính đá đính hộp thêm. Đây là một xíu về bạn ấy. Còn có Facebook nữa. Đây. Thì anh có đồng ý tham gia chương trình này khoảng 10 phút thì em sẽ mời bạn ra để trò chuyện với anh. Tại vì thật ra thì nếu mà ngay từ đầu cô bé chưa đến đây thì Long có lẽ là đã từ chối rồi, tại vì Long đang khá là dang dở với lại cái việc nấu ăn của mình. Tuy nhiên mà nãy giờ nghe nói là cô ấy cũng đã thập thò bên ngoài và nhìn vào bên trong thì chắc chắn là Long không thể để cô ấy thất vọng được. Dạ, rất là lịch sự luôn. Dạ. Vậy em làm nhiệm vụ của em lại mời vô nha. Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy bà nội? Gì? Sợ vậy?
Rồi dạ, trước tiên là đeo cái bông tai này vô. À, đeo dây chuyền vô. Làm sao cho phục sức đẹp đẽ lên, chuẩn bị đi gặp nhà trai. Nào, đẹp đẽ lên, hết sức nha, đi gặp nhà trai. Thì anh ấy độc thân. Nhưng mà anh đã ly dị. Ok. Ok. Em không có vấn đề gì hết. Em có còn. Phải còn riêng. Ok. Vậy giờ bây giờ mình chuẩn bị vô nha. Đứng vô đó cười ha 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 nha cô. Con gái lên. Rồi. Bình tĩnh chưa? Dạ. Em xin giới thiệu với anh Steven Long. Dạ. Dạ. Dạ, bên tay trái của anh là cô gái tên là Dương, mà cái tên rất là đặc biệt, Chiêu Dương. Liêu Dương. Ừ. Anh chào Liêu Dương nha. Dạ, em chào anh. Khoan. Dạ. Nhưng mà em có bịt mắt không Dương? Dạ có. Bây giờ hai bạn, anh và em đang ngồi xa nhau, hơi bị xa nhau. Giờ mình có muốn gần lại để cảm nhận được dòng điện chạy qua chạy lại không? Đó, bạn Dương là đã nhìn thấy anh Long rồi, mà anh Long thì chưa có thấy hết bạn Dương. Mà đối với người phụ nữ thì anh thích bộ phận nào nhất? Để ấn tượng với anh nhất. Thật ra là Long không có khái niệm chỗ nào đẹp nhất. Tại vì đôi khi mình nhìn vô người phụ nữ thì là nhìn vô cái là tự nhiên nó có một cái thiện cảm, cả một cái hình dáng đó làm cho mình thích thôi. Tuy nhiên là nếu mà nói thích nhất thì vẫn thích nhất là đôi mắt. Thích nhất là đôi mắt. Đôi mắt của cả hai bây giờ là đang che qua một cái bịt mắt. Cả hai cũng có thể để với một khoảng cách gần. Nói chung là không có gì vượt quá giới hạn hết. Nhưng mình cảm được với nhau được không? Rồi. Dương. Bạn đồng ý bạn quay qua rồi kìa Long. Tại vì mình là người đàn ông, mình chủ động cái khoảng cách tốt hơn á. Anh có thể dịnh nhẹ lên cái lưng của bạn á để anh canh được cái đó, gần như thế mức độ nào đó. Chưa gần lắm. Chưa, xích là miếng. Từ từ nha. Trời bé sao run dữ vậy? Từ từ. Khúc dây đang lãng mạn, nhạc đang lên. Dạ rồi, quay mặt qua. Dạ rồi. Miko sẽ từ từ rút ra này. Hai anh chị cứ giao lưu mắt và tìm hiểu nhau trong vòng 10 phút nha. Rồi có thể cởi mặt nạ ra. Dạ xin mời. Cho em xin mắt kiếm chị. Em chào anh. Em chào anh. Dạ em tên là Dương. Dạ. Hồi nãy là chị có vô hỏi anh, xong rồi chị có ra ngoài chị hỏi em lại là anh đã từng qua một gọi là và có hai bé, thì anh có thể chia sẻ thêm về điều đó không? Thực ra thì đây là lần đầu tiên mà anh rơi vào cái trường hợp này, là anh chia sẻ một cái chuyện cá nhân của anh và với một người mới quen biết. Anh thì cũng đã trải qua và cũng đã có hai bé. Nói chung là có thể là thứ nhất là duyên nó chưa đủ không? Hay là thứ hai là có thể là đôi khi là anh quá vụng về trong cái việc giống như anh có thể giỏi ở những cái việc này, nhưng mà khi mà cái là một người chồng hay là một người cha thì anh cũng chưa được hoàn hảo cho lắm, cho nên là anh cũng chưa được trọng vẹn về cái phần đó. Hai bé là cỡ mấy tuổi hả? Bé lớn là 9 tuổi và bé nhé sau này thì cũng gần 5 tuổi. Thế mạnh của mình là gì? Em giỏi con nít, với lại em hay làm mấy cái đồ thủ công á chị. À vậy là tại em cũng có em trai em gái, thì em trai em cũng 5 tuổi, bé gái em cũng 9-10 tuổi. À, là em là chị cả. Dạ. Thì anh cũng là chị cả. Cái quanh là anh cả lộn chết. Và anh cũng là anh cả. Dạ. Hiện tại là em đang làm công việc gì hay là vẫn còn đi học? Em học bên Canada, thì em về Việt Nam hồi tháng 10 là để ăn Tết. Thì em đang học ở giáo viên mầm non ở bển. Trời. Thì anh cũng đi nhiều, nhưng mà Canada thì anh cũng chưa đi, tại vì cũng nghe là Canada khá là lạnh thì phải. Yeah. Khí hậu cũng hơi khắc nghiệt. Lạnh lắm mình. Nhưng chịu không nổi phải trốn về. 22 tuổi là con tuổi gì em? Dặn Châu. Rồi sinh mấy? Dạ 97. 97 hả? Dạ 97. Anh sinh... Anh sinh 87. À. Là tuổi mèo. À dạ. Còn gì nữa không? Em có hỏi anh nhờ. Từ từ hồi nãy em tính hỏi cái gì mà em quên mất rồi.
Thế mà cái mẫu người của anh là như thế nào? Cho thật ra là giống như hồi nãy là anh cũng chia sẻ là về cái khi mà nhìn vào là anh hầu như không có một cái khái niệm là phải chọn một người phụ nữ là giống như thế nào cả, mà chỉ khi mà mình nhìn vào mình có cái thiện cảm ban đầu, cho nên là anh vẫn thích những đôi mắt. Và khi nhìn em, khi mới mở ra thì sao ta, có một cái gì đó là khó diễn tả. Thì các bạn là khi em có một cái nét gì đó rất là hiền, điều đó có thể là rất là phù hợp với lại cái ngành nghề mà em đang theo chọn. Và anh nghĩ là giáo viên mầm non thì chắc chắn là một người rất là yêu trẻ con, cũng rất là nhẹ nhàng. Gì nào? Điều gì ở một người bạn hoặc là người, có thể là người phụ nữ nói chung mà anh không thích? Giống như là thì thật ra là anh nghĩ ai cũng vậy, là điều không thích là đó là trong tình cảm thì cái gì nữa cũng phải là chân thật với nhau. Và phải anh thì không giỏi, là một người không giỏi chia sẻ, và anh cũng đã từng vấp ngã về vấn đề đó, là cũng chính vì là anh là người không giỏi chia sẻ, thế là anh sau này thì anh mới nghĩ là giữa hai người với nhau là nhau thì cái vấn đề đầu tiên là phải biết chia sẻ với nhau, cái thứ hai là chân thật, và quan trọng nhất là cái sự chung thủy của đôi bên. Còn không biết em thì như thế nào? Em hả? Mình sao em thấy em chỉ nghĩ là cái mà em không thích nhất là em sợ người cọc á, anh cọc tính á. Thì ý là con người thì vẫn sẽ có những lúc giận dữ đúng không, ví dụ mình có những cái mâu thuẫn á, nhưng mà ý là lúc mà đang lửa đang lên thì mình có thể mình im lặng mình ra chỗ khác, hay là mình từ từ khi nào thì mình xuống, chứ không có phải là nói ra những cái mà mình không có rút lại được. Thì hồi đó em bị nên giờ em sợ. Dạ. Em đã quay trở lại. Trước khi đến giây phút quyết định thì cho em hỏi cảm xúc của anh Long giờ sao? Nói chung là Long thì trước giờ cũng dạn dị lắm, dạn dị trong rất là nhiều việc, ví dụ như là đặc biệt là đối với lại cái việc mà là trước ống kính quay hoặc là đi biểu diễn nấu ăn. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà được gặp cái trường hợp này cũng có chút xíu bối rối. Và em thấy có dạ bây giờ thì trước khi đến phần quan trọng, dạ cả hai có muốn nắm tay nhau cái không? Dạ anh đang suy nghĩ vậy. Rồi bây giờ làm là sao? Nắm tay. Tên gì em, tên gì nãy em nói là gì? Liêu Dương. Trời ơi, nãy giờ nói chuyện quá trời mà chưa biết cái tên. Tên năm chữ tên nè. Nói dạ. Đầy đủ họ tên. Dạ Nguyễn Lê Đường Liêu Dương. Nguyễn Lê Đường Liêu Dương. Nội cái tên là thấy rất liên quan tới đầu bếp luôn. Được. Đây đó. Em thấy rất hợp luôn. Dạ anh hỏi bé đi. Hỏi có cho nắm tay không? Em nghĩ là nắm tay nó hơi gượng, anh cũng thấy nó gượng đúng không? Dạ em muốn gì? Thì giống như là anh cũng đi nước ngoài về nhiều, em cũng đi nước ngoài về thì dạ thường thường anh sẽ ôm như vậy. Nó sẽ đỡ gượng hơn là nắm tay. Bởi vậy tôi Việt Nam, tôi đâu có theo được mấy người. Nên mấy người đó muốn làm gì làm đi. Trời ơi. Không có sợ. Cái gì mà khoảng cách dữ. Ủa? Thì ghét quá. Dạ thôi bây giờ em hỏi đây là lúc quan trọng, mời hai người ngồi quay lưng lại với nhau. Quay lưng lại. Dạ. Bây giờ trong 3 tiếng đếm, xin mời anh Long và em Dương suy nghĩ là có muốn lấy cái hoa hồng từ tay của Miko Lan Trinh không. Nếu lấy hoa hồng có nghĩa là mong muốn sẽ có thêm cơ hội để tìm hiểu đối phương, thì mình cầm hoa hồng đó thì mình hỏi ý đối phương. Nếu như mà người còn lại cũng nhận hoa hồng thì có nghĩa là chương trình thành công. Còn nếu không đồng ý thì coi như là chỉ có một hướng mà thôi. Vậy thì bông hoa hồng này hoàn toàn có thể lấy được từ anh Long hoặc là từ em luôn Dương à. Hãy suy nghĩ thật là kỹ coi như là mình muốn tìm hiểu nhau hay không nha. 5 tiếng đếm cho suy nghĩ dài dài nha.
muốn. Phan, 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 anh giật sao tự nhiên anh quay lại anh giật giường vậy luôn á? Dạ, chứ anh muốn thì sao? Anh muốn thì sao? Em ơi, cái tay kia của em đâu rồi? Dạ. Tay này của em đâu rồi? Dạ, tay này nè. Ôi, wow. À, khán giả ơi, nắm tay phía sau nha khán giả. Lấy khi mà anh nhịp nhịp cái lại em với anh cùng lấy nha. À, sao anh biết ý của bé hay vậy? Khán giả ơi, tôi tức quá, MC coi như là ngoài tầm kiểm soát luôn, coi như là nhân vật tự nắm tay nhau ở phía sau luôn. Ok vậy thôi, 5, 4, 3, 2, 1. Có ai lấy hoa không? Wow. Nhưng mà bây giờ phải là người nào hỏi người nào? Là sẽ hỏi nhau gì? Dạ hỏi muốn hẹn hò cùng với mình không? Thầy Dương. Dạ. Làm đi. Chủ động là con gái chủ động. Thì quay qua nói ảnh đi. Nãy giờ vậy đó thì anh có anh có muốn là tìm hiểu thêm hơn về em không? Em nghĩ là chắc chắn là qua cái hành động vừa rồi thì là nó cũng là thay cho cái câu trả lời của anh rồi. Và quan trọng hơn nữa là em cũng là cái người cũng đã đặt tay vào bông, thì anh nghĩ là tại sao mình không cho nhau thử một cái cơ hội để tìm hiểu thôi. Lấy hoa, phải lấy hoa. Lấy hoa hả? Dạ, cầm hoa đi anh. Bé trao cho anh mà. Ghét rồi. Từ cái lúc mà thích, từ cái nhìn đầu tiên cho tới cái lúc mà nghe anh nói chuyện, cái gì của ảnh làm em thấy cuốn hút? Là ảnh đã từng có gia đình và có hai bé. Chị tưởng cái đó là điểm yếu mà nó lại thành điểm mạnh hả? Sao kỳ vậy? Thì sao ta? Em cũng không biết nữa, nhiều khi cái tư duy em nó khác với mọi người. Quý khán giả ơi, hôm nay chúng ta có một cặp đôi không khí rất là khác so với bình thường. Mà khác như thế nào thì quý vị coi từ đầu chương trình tới giờ thì chắc cũng đã nhận ra được. Và hy vọng là từ phía khán giả và coi qua TV thì các bạn cũng đã cảm nhận được chương trình thành công. Từ mai mối vui. Xin cảm ơn anh Lâu, cảm ơn bạn Dư rất nhiều. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại. Ok. Anh đã tính rồi nha.